Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Sáng sớm nay tại Hà Nội, chỉ số chất lượng không khí đang ở mức rất xấu, mức báo động có thể gây hại cho sức khỏe của mọi người, đặc biệt là với những ai mắc bệnh về đường hô hấp. Đến trưa và chiều thì chất lượng sẽ được cải thiện hơn, tuy nhiên chỉ số không khí vẫn ở mức xấu. Vì vậy quý vị lưu ý là khi ra ngoài đường hãy đeo thêm khẩu trang và tốt nhất là chọn loại khẩu trang có thể chống được bụi mịn PM2.5. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật là hiệu quả.